Trước khi vào xem clip, Hello muốn gửi đến các bạn những lời nhắc quan trọng biết đâu có thể giúp cho ai đó mua xe với chi phí tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Theo đó, chương trình ưu đãi phí trước bạ sẽ hết vào ngày 31 tháng 5 này. Sau ngày này, chi phí mua xe của các bạn sẽ tăng lên từ 24 triệu đến 32 triệu tùy theo bạn chọn dòng xe Vios nào. Bên cạnh đó, giá niêm yết các dòng xe Vios có thể sẽ được điều chỉnh nếu như nhà máy Toyota Việt Nam không tiếp tục trợ giá trong tình hình giá nguyên vật liệu mọi thứ đang tăng. Nhân tiện hay lớn gửi đến các bạn báo giá 4 dòng xe Vios như sau: Toyota Vios E số sàn giá niêm yết là 478 triệu, xong xuôi giấy tờ lăn bánh biển số tỉnh tạm tính là 509 triệu. Vios E tự động 531 triệu và xong xuôi lăn bánh là 565 triệu, Vios G là 581 triệu, lăn bánh 617 triệu. Vios GRS là 630 triệu, lăn bánh là 668 triệu. Trong trường hợp khách hàng ở thành phố có thể dự trù chi phí tăng lên 20 triệu do phí biển số chênh lệch. Nếu các bạn chọn phương án mua xe trả góp, các bạn chỉ cần bỏ ra từ 150 triệu đến 220 triệu tùy dòng. Số tiền trả hàng tháng tầm khoảng 7 đến 8 triệu theo phương án 8 năm. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình giảm giá khuyến mãi các dòng xe Vios tháng 4 này hay chọn những gói vay ưu đãi khác, xin đừng ngần ngại gọi điện cho nhóm Thái Lớn để được tư vấn chi tiết rõ hơn. Và bây giờ Thái Lớn mời các bạn cùng vào clip. Chào các bạn. Trong thị trường ô tô hiện nay, cầm cái tầm tiền 600 triệu bạn có quá nhiều sự chọn lựa. Và chính vì có nhiều sự chọn lựa vậy làm cho các bạn phân vân và khó xử không biết chọn xe nào. Riêng tại Toyota không, là các bạn bắt đầu có sự phân vân giữa Toyota Vios và Toyota Rise. Thế thì vấn đề nó đang nằm ở đâu? Toyota Rise mâm 17 CUV gầm cao thiết kế mới, Vios truyền thống tinh tế ghế da có được cái cốp, một bên là động cơ turbo công nghệ mới, một bên là động cơ cũ hút khí tự nhiên và nhiều cái đặc điểm tính năng ưu khuyết khác nữa đã làm cho các bạn phân vân. Vấn đề nó đang nằm ở đâu? Tất cả có trong clip này. Thái Lớn mời các bạn cùng theo Thái Lớn. Và clip này là một clip khó. Thái Lớn mời các bạn chăm chú lắng nghe và cùng trao đổi với Thái Lớn nha. Lý do hôm nay Thái Lớn chọn cái xe Toyota Vios G là vì so sánh cái giá tiền các bạn bỏ ra sau khi lăn bánh. Hai chiếc này tầm quanh 600. Mặc dù Vios G có giá niêm yết là 581 cao hơn so với Rise màu trắng trai bên đây là 535, nhưng nhờ trong giai đoạn này trước 31 tháng 5 2022, Vios G lăn bánh xong xuôi giấy tờ được ưu đãi 50% phí trước bạ, nên tâm lý người mua hàng bỏ ra tính theo giá tổng đem nó ra so sánh, Thái Lớn cảm thấy nó hợp lý tại thời điểm này hơn. Để bài so sánh được trung thực và khách quan, Thái Lớn chọn 4 góc nhìn. Thứ nhất là về thiết kế, thứ hai là về động cơ vận hành, bảo hành, bảo dưỡng. Thứ ba là về option tính năng và thứ tư là tính năng an toàn. Đầu tiên chúng ta cùng xem về mặt thiết kế. Trong thiết kế này Thái Lớn sẽ có hai cái góc để so sánh. Một cái là cái cảm xúc của bạn nhìn bằng mắt, chỉ nhìn thôi. Và cái thứ hai là những cái con số về kích thước nó lên cái điều gì. Chúng ta cùng nhìn nhé. Đây, một chiếc xe CUV, xu hướng bây giờ mọi người thích gầm cao. Thiết kế Thái Lớn cảm thấy là nó trẻ trung, thể thao. Đặc biệt là mâm 17, nhìn từ bên hông thấy nó khỏe khoắn hơn một chút. Nhìn từ phía sau, phần đuôi xe cũng vậy, cũng hài hòa với phần phía trước, cũng mang cái chất cứng cỏi, thể thao và khỏe khoắn. Với một chiếc xe thiết kế cao ráo thì ai cũng thừa nhận rằng đây là cái xu hướng mọi người thích, ngồi lái nó cao nè, đi đường ngập nước nè, leo lời nè. Tuy nhiên cái capo này dở lên, cái phần cốp sau của nó thì hơi hẹp đối với Thái Lớn, hơi hẹp đối với Thái Lớn. Người dạng trung niên, gia đình, có con, thích để đồ nhiều. Và ngồi đây thì thấy cái form nó có vẻ nó cao ráo hơn, thoáng. Do chiều cao tổng thể nó cao hơn trên phần trên đầu này, mấy các bạn ngồi cảm thấy nó thoáng đãng hơn. Có lẽ là một điểm cộng. Tiếp tục tại cái vị trí ghế lái, cũng tương tự, ngồi cho bạn cái tầm
quan sát nó cao ráo, cảm thấy cũng thích. Đây cũng là một điểm cộng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát cái thiết kế, tổng quan thiết kế thì các bạn nhìn thấy có những đường nét có vẻ nó hiện đại, nó thể thao. Tuy nhiên, nếu mà nhìn kỹ bằng cái người mà quan sát nhiều xe thì hai lớn nhớ là hình như cái táp lô của xe Vios nó có cái độ tinh tế chăm chút hơn. Và bây giờ chúng ta qua chiếc xe Vios. Và đây, một lần nữa các bạn nhìn đi. Thấy Vios, cái cụm đèn của nó nè, các bạn thấy không? Mạ rơm nè, rồi mạ rơm này nó phải tính cho cái đường mạ rơm bên trong, rồi có đèn thiết kế đa khoang, rồi đèn demi, đèn sáng ban ngày. Những chi tiết đường nét thiết kế bên ngoài của xe Vios mang dáng dấp mềm mại, truyền thống nhưng mà nó đầy cái chất trau chuốt. Nhìn từ bên hông, nếu như chiếc Rise làm cho bạn cảm thấy vẻ khoắn thì Vios lại mang cái dáng dấp sang trọng. Wow! Đây là điểm mạnh của xe sedan, một cái cốp rộng rãi, tách biệt với khoang hành khách. Các bạn có thể để như một cái kho, đúng không? Bạn để được nhiều đồ và ngay cả đồ có mùi, bạn cũng không sợ bị mùi hôi. Thiết kế phía sau, một lần nữa, cũng lại là những đường nét mềm mại, làm cho ta thấy là cái phong cách thiết kế này nó khác, nó có ý đồ khác so với chiếc Rise. Do form sedan tập trung vào hạ trọng tâm của xe để đạt được cái chất chạy, độ bám đường, nhưng không phải là chật. Vios nổi tiếng là thiết kế rộng rãi. Bù lại, ngồi cái form ghế, các bạn thấy cảm nhận bộ ghế da 100%. Nhìn cái độ tinh tế và trau chuốt của các chi tiết ghế, tắp bi, tay cửa và bệ tì tai. Mình cảm giác là cái xe Vios ở trong đây nó được một chút sang trọng, một chút trau chuốt hơn so với chiếc xe Rise. Và điều đó càng rõ ràng hơn khi bạn ngồi vào vị trí ghế tài xế. Từ cái vô lăng, đồng hồ táp lô, những viền mạ rơm trên đồng hồ táp lô, những viền mạ rơm, những thiết kế, những cái đường cong gấp khúc trên cái phần táp lô trung tâm, cần số và táp bi cửa ngay cửa tài, vân vân. Thì bạn cảm nhận là cái xe Vios nó bộc lộ lên một cái chất sang trọng. Nói tới đây thì cái cảm xúc của các bạn bằng những gì chúng ta nhìn bằng mắt. Tuy nhiên Thái Lớn nghĩ về mặt thiết kế mà chỉ dừng lại đây không thì chưa đủ. Và bây giờ là những con số. Ví dụ như chiều dài tổng thể của xe Vios là 4425, trong khi Rise thì có 4030 thôi. Rõ ràng Vios nó dài hơn. Chiều cao, con số chiều cao thì Rise là 1m605, trong khi Vios chỉ có 1m475. Đó là lý do tại sao ngồi bên trong xe Rise nó thoáng hơn. Khoảng sáng gầm của Rise là 200, trong khi Vios là 133. Đó là lý do tại sao các bạn cảm nhận là ngồi trên cái Rise, ôm cái Rise lái thì nó sẽ vượt địa hình tốt hơn, đúng không ạ? Rồi, nhưng bù lại khoảng sáng gầm của Vios thấp là hạ thấp trọng tâm thì sẽ cho các bạn cái chất chạy khi mình chạy tốc độ cao nó bám đường tốt hơn. Ok, vấn đề là bạn chọn cái nào. Rồi. Về bán kính quay vòng thì cả hai đều là 5m1, cho nên đều phù hợp với điều kiện đường xá đô thị, đặc biệt là tài mới xoay trở trong đường chật hẹp. Tuy nhiên với con Rise cao và cái chiều dài phủ bì của nó ngắn hơn, cho nên Rise có một chút lợi thế hơn đối với tài mới. Về trọng lượng bản thân thì Rise là 1035, 1 tấn 35 kg, trong khi Vios là 1075. Tuy nhiên công suất động cơ của Vios là 107 mã lực, trong khi Rise là 98 mã lực. Điều này cân qua cân lại bù trừ, Thái Lớn theo cái góc nhìn công suất của động cơ so với trọng lượng của động cơ của thân xe thì có thể nói là tương đương nhau. Đó là phần thiết kế liên quan tới những cái cảm xúc của người dùng, cái kiểu xe CUV so sedan và những con số liên quan. Tới đây các bạn chọn được xe chưa? Và bây giờ chúng ta chuyển qua cái so sánh thứ hai là phần động cơ vận hành của hai chiếc xe. Liệu chiếc xe nào hơn chiếc xe nào? Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe
thích Thái lớn và muốn mua ủng hộ nhóm Thái lớn, các bạn nhớ gọi trước và liên hệ đúng nhóm Thái lớn. Như thế nào là đúng nhóm Thái lớn? Về con người có Thái nè, Duy nè, Huy nè, nữ thì có Hằng nè, Ngân, Tâm nè. Nếu bạn liên hệ tên khác, số điện thoại khác là không phải. Khi đến showroom yêu cầu gặp đúng nhóm Thái lớn, nếu không đúng cái khuôn mặt đó, tên đó thì các bạn có quyền yêu cầu cho gặp đúng nhóm Thái lớn. Và thiệt tình, nếu như các bạn gọi trước, các bạn sẽ thấy nhạc chuông của nhóm Thái lớn, các thành viên của nhóm Thái lớn sẽ khác, có cái nhạc chuông vậy nè. Cảm ơn bạn đã gọi đến Thái lớn Toyota. Khi đến showroom, quý khách nhớ yêu cầu gặp Thái lớn. Thái lớn muốn trao cho bạn sự an tâm khi mua xe. Với Toyota Rise thì xài động cơ 3 máy, nhưng bù lại được đưa công nghệ vào nên có turbo, và với động cơ này nó cho cái công suất cực đại đạt 98 mã lực. Tuy có 98 mã lực nhưng mà bù lại nó có hộp số DCVT. Với hộp số DCVT sẽ góp phần cùng với cái động cơ tạo nên cái chất chạy của chiếc xe. Và trên nền tảng hai anh này, phần mềm điều khiển chất chạy của động cơ khi Thái lớn chạy thử có phần sẽ hỗn hơn ở tốc độ thấp và trung bình, làm cho bạn có cảm giác lái xe này bốc hơn, giọt hơn. Hơn thế nữa, với hộp số DCVT thì trên Rise còn có thêm được cái lẫy chuyển số vô lăng, trong khi Vios không có. Rồi trên vô lăng của Rise thì có một cái nút bấm BWR, nút Power, tức là bạn có thể chọn được chế độ chạy Power. Mặc dù ảnh nhỏ nhưng mà ảnh có thể ảnh được thêm một cái đặc quyền là chơi doping Power. Rồi hộp số của ảnh thì bạn có thể chạy được chế độ S, chế độ Sport. Có nhiều sự chọn lựa để các bạn phối, các bạn điều khiển, các bạn tác động lên động cơ hộp số để bạn cho ra được 3-4 cái chất chạy thể thao khác nhau. Và cuối cùng là góp phần cho vận hành, thì với chiếc xe được trang bị mâm 17 thì bạn chạy bạn cảm thấy, ngoài chuyện cao ráo, cảm thấy nó lướt hơn, cảm thấy nó lướt trên những cái đường mà gồ ghề, bạn cảm thấy nó êm ái hơn. Động cơ Vios thì 4 xi lanh hút khí tự nhiên nhưng cho ra mã lực của nó là tới 107 mã lực, cao hơn 9 mã lực so với động cơ của Rise. Chất chạy của Vios chẳng qua là đây là một chiếc xe sedan, và các kỹ sư hình dung với chiếc xe mang tính truyền thống như thế này thì người ta không muốn nó quá hổ báo, cho nên là phần mềm điều khiển của nó sẽ được thiết kế chạy đề ba dịu dàng. Thái lớn nghĩ ở tốc độ thấp và trung bình thì cảm giác lái của xe Rise có thể làm cho các bạn phấn khích hơn. Tuy nhiên ở nước hậu, Vios sẽ là một lợi thế. Kế đến, nếu như bên Rise có nhiều chế độ chạy thể thao phối hợp lại thì Toyota Vios lại có chế độ Cruise Control. Đây là một tính năng mà khi bạn đi đường trường, đường cao tốc, bạn rất là khỏe, không cần phải điều khiển chân ga chân phanh mà xe bạn vẫn giữ một tốc độ ổn định. Cái này cũng nhiều người thích lắm à nha. Về mâm xe thì Vios không được trang bị 17, chỉ là mâm 15 thôi, nhưng bù lại phanh sau là phanh đĩa. Liên quan tới vận hành, cả Vios và Rise đều có những điểm chung như là tay lái trợ lực điện, động cơ đặt trước, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo cũng giống nhau, phía trước mắt phanh xoắn, phía sau dàn dầm xoắn. Chúng ta đã đi qua được hai cái góc nhìn khá là quan trọng. Tới đây, bạn đã chọn được cái xe cho mình chưa? Nếu bạn là cái người trung gian chọn xe cho ai đó, bạn đã thấy được ra cái hơi hướng chiếc Rise phù hợp với dạng người nào, độ tuổi nào, hay là giới tính nào, chiếc Vios sẽ phù hợp với ai chưa?